Chào tất cả mọi người nhá. Chào mừng mọi người đã đến video tiếp theo của mình nhá. Hôm nay lại đi câu tiếp anh em ạ. Hôm nay đừng nghĩ lại đi câu nha anh em nhá. Thì hôm nay mình lại quay lại cái chỗ điểm câu cũ anh em nhá. Cái gầm cầu quen thuộc của mình. Gầm cầu này rất là nhiều cá. Giờ này nước nó đầy quá nên là khó ngồi đấy. Hôm nay nước nó rút thì ngồi được, ngoài hôm ra thì toàn nước nó đầy không chỗ ngồi. Hôm nay nước nó rút một chút thì là ngồi được. Đấy, quay cho anh em xem nhá. Đây anh em ạ. Giờ này nước mưa bão nước nó nhiều quá. Ngoài hôm này ngồi mãi dưới kia cơ. Hôm nay nước nó đầy thì phải ngồi ở đây. Ngồi chỗ này. Ở trên đây thì nó có cành cây hơi vướng ấy, hôm nay phải câu gần ngắn thôi, không câu gần dài được. Hôm nay câu 5m4 thôi. Ngoài hôm ngồi ở dưới kia thì nó không có vướng, là dọn rồi. Nhưng mà dài nước nó đầy quá à, là phải ngồi trên đây. Tôi vừa đến đây xong, nước đầy quá. Chỗ này là rất là nhiều cá anh em ạ. Ngoài hôm cũng mấy lần ra đây nhưng mà nước nó đầy nên là phải chuyển chỗ. Hôm nay nước nó rút được một chút thì ngồi được, ngồi tạm trên đây. Này, ngồi tạm trên đây anh em nhé. Quăng ra kia. Vướng cái cành bàng là hơi khó này. Giờ không làm nào gạt cái cành bàng đấy đi. Đài Loan vẫn ảnh hưởng bão anh em ạ. Nhưng mà đài bão là bão đi khỏi Đài Loan rồi. Nó chỉ trời âm u này thôi, nó không có mưa. Được, âm u này là mát, ngồi đánh được, hợp lý. Mong nó không mưa anh em nhé. Vừa ra đây xong đồ đạc vẫn đầy vứt trên kia đầy anh em ạ. Này, đồ đạc vẫn đầy trên kia đã mang xuống đâu. Xuống thăm non trước. Bây giờ tôi chuẩn bị đồ anh em nhá. Chuẩn bị đồ đạc đã. Xong rồi câu. Anh em đợi tôi xíu nhá. Dọn dẹp mấy cái chỗ này cành cây người kêu cho nó gọn gẽ xong mới câu được. Anh em nhá. Đó anh em nhá. Xong rồi anh em ạ. Rỉ mãi đồ mới xong này. Hôm nay nước đầy cũng sâu đấy. Chỗ này câu được. Thì chỗ đó cái cành cây ở trên hơi vướng một tí. Câu lựa vậy. Mưa bão này khu công viên kia gió lắm, không câu được anh em ạ. Ngồi khu này cũng được cố gắng lựa cái ngọn ở trên ra. Mong là trời như thế này nó không mưa không nắng, nó mát mát như thế này ngồi đánh đẹp. Khu này nó không gió anh em ạ, ngồi rất là tốt. Nó không có gió đâu. Thì anh em xem video nhớ đăng ký kênh, like, share để ủng hộ tôi nhá. Cũng cảm ơn anh em mọi người rất là nhiều. Vì vừa qua đã ủng hộ tôi rất là nhiều. Anh em nhá. Bây giờ tôi vào việc thôi anh em ạ. Hôm nay đánh cần 54 thôi anh em ạ, tại vì cái này nó vướng lắm. 54 được rồi. Hôm nay đánh chép, đánh cái mồi của tôi đấy, mồi của này đánh. Anh em muốn xem bài mồi đấy thì click ở trên góc màn hình ấy, tôi chia sẻ cho anh em bài mồi trên đấy. Bài mồi của tôi thường đánh đó. Thì anh em muốn xem rõ thì tôi ghi rõ ở phần mô tả những thành phần của mồi gì đấy. Anh em xem tham khảo nhá. Cũng làm ăn nữa. Bây giờ bắt đầu thi đấu thôi anh em nhá. Cũng 10 giờ rồi. Chuẩn bị khá là lâu đấy. Mời tất cả anh em theo dõi nhá. Có tín hiệu rồi anh em ạ. Mới có phải các con đấy. Mưa nhiều cá con nhiều lắm. Ở khu này gầm cầu này là rất là nhiều cá chép đấy anh em ạ. Tôi thường xuyên câu ở đây, đợt trước thường xuyên câu ở đây. Nước nó cạn hay ngồi ở đây lắm. Đấy đầu rồi nước đầy quá không có chỗ ngồi. Hôm nay nước rút thì được chỗ ngồi. Vẫn hơi khó. Ở trên này có cành cây nó hơi ghê giật lên nó hơi sợ mắt. Con đầu tiên anh em ạ. Chép rồi. Con đầu tiên rồi. Khá rồi. Ui ui. Mình chạy một có ta. Chép đẹp. Nó chỉ là đẹp thôi anh em ạ. Không to.
chú chép đầu tiên. Anh em nhá, nó chỉ là đẹp thôi, không to lắm. Tuyệt vời, khai xuân. Tiếp tục có gì đây anh em ạ, quá cá rồi, tiếp tục. Tuyệt vời đấy, bây giờ quá ngon. Ủa chép đẹp, à, chép rồi anh em ạ. Chép đẹp, chép đẹp, chép đẹp. Tuyệt vời quá. Ui giời, trắng bóc. Tuyệt vời. Đẹp không anh em? Quá tuyệt vời. Ui, may quá vào gió. Quá đẹp anh em ạ. Chép quấn ổ rồi. Hợp lý rồi đấy. Chép đang vào rồi anh em ạ. Lên chép tiếp, vô đây nào, đẹp tuyệt vời, đẹp quá đẹp. Ui, con ổ rồi, chép con ổ rồi anh em ạ. Chép nhỡ toàn chép tầm này thôi anh em ạ, không chép to đâu, nó chỉ là đẹp thôi. Lên chép tiếp nào, chạy gớm nào. À to đấy anh em ạ, con này đẹp đấy, chạy gớm nhỉ. Nào chạy đi nào, vừa mới sánh một con. Ui, vừa bong một con. Ui con này đẹp thế, to nhất hội, tuyệt vời. Lại bước đây, ui chà, đẹp quá đi. Hay to lắm anh em ạ, đẹp lắm. Vừa được chú đẹp trai. Chào anh em, lâu lắm không ra đây, hôm nay ta lại đánh, công nhận là nó sướng. Chép ăn nhiều lắm, toàn chép tầm 5-7 lạng ấy, nó nhỡ nhỡ nhìn nó đẹp lắm, vàng 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 ươm này, chép vàng ươm rất là đẹp. Lâu ngày không ra đây đánh, hôm nay nước nó, hôm nay nước nó đầy, chép lên khá là nhiều. Bây giờ 12 giờ trưa rồi, mong là ông trời không mưa, cũng như thế này là ủng hộ mình đấy.
hôm nay chắc là bưởi bội thu tép rồi. Tiếp tục coi anh em nhé. Ôi dìa. Chất đen đây nhỉ, đen xì xì. Ui dồi, có hay căng rồi. Ê. Ra đây. Chép đen này nhỉ mà. Chép liên hoàn cước. Ô xong. Ui. Con ba. Lưỡi hoàn cước luôn. Hôm nay đúng rồi. Bói tay nhưng mà quá nhiều rồi. Tuyệt vời.
5 giờ kém rồi, giờ cá nó cũng không ăn mấy nữa rồi. Giờ tôi chuẩn bị rút quân đây. Hôm nay thì quay trở lại lợi hại hơn xưa nha mọi người. Hôm nay chép giật nhức nách luôn, rất là nhiều. Đạt xuống là ăn. Hôm nay chép cuốn ổ thật sự luôn, rất là nhiều luôn. Phải nói là hôm nay chép ăn nhiều. Với bây giờ thì cũng 5 giờ kém rồi anh em ạ. Thu đồ dần, rút quân dần thôi. Tối đến nơi rồi. Hôm nay đã tay anh em ạ, giật chép đã tay luôn. Cũng có 2-3 con khá nhỉnh hơn một chút. Với bây giờ dần đồ rút quân anh em nhá. Giờ báo cáo cho anh em xem đã. Báo cáo thành tích, thành quả đó anh em nhá. Rất tuyệt vời đấy. Hôm nay rất là nhiều cá luôn. Báo cá anh em nhá, nhiều lắm. Hôm nay thì đúng là bội thu. Ui giời, kinh khủng luôn anh em ạ. Kinh khủng.
cực là nhiều anh em ạ. Lắm à. Hôm nay không có cái gì lúc nhúc thôi anh em ạ, rất là nhiều. Có được mấy con đẹp lắm. 3 4 con khá đẹp. Ui giời. Con này to nhất này. Đấy. Mấy con này đẹp này. Mấy con này đẹp nhất anh em ạ. Hôm nay quá nhiều cá luôn. Anh em nhìn chưa? Rút nút chưa? Hôm nay phải mấy chục con cá chép, toàn chép thôi. Toàn chép đẹp thôi này. Anh xem đây. Cái này chắc đẹp đúng không? Khá là đẹp đấy chứ. Thôi giờ tôi dọn đồ về anh em nhá. Giờ dọn dần về đây. Dọn đồ giúp quân mai lại có khả năng ra đây lẻ đánh một buổi nữa. Hoặc là mai ra đây đánh châu Phi một buổi xem như thế nào. Chỗ này nông nông khả năng châu Phi nó lên nhiều đấy. Hôm nay giật chép nhức nách luôn anh em ạ. Rất là nhiều luôn. Rồi, video hôm nay đến là kết thúc anh em nhé. Anh em xem nhớ đăng ký kênh, like, chia sẻ, ủng hộ tôi nhé. Video này đến đây tạm dừng. Chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người nhé. Bye bye. Tôi thả hết đi. Có ăn được đâu. Thả phóng sinh nha anh nhá. Phóng sinh. Đi đi. Đi đi. Về đây, về sông đây, về sông đây, hôm nào lại ăn nhá. Về sông, về sông. Về ao đi.